Vâng, ta lại nhìn lại tác phẩm Xanh Nam Điền cổ ôm đá 700 triệu đây. Quý vị và các bạn có thể thấy một sự phải nói là khập khiễng quá nhiều đúng không quý vị? Đây là phần hoàn thiện anh em nhé. Dễ nó mịt như thế này anh em ạ. Vâng. Quấn chặt thế này. Dễ bỏ ở tận đây. Sau anh em mà thu trộm này chắc chắn anh em phải xử lý bớt bị dễ này. À, tức là các bác cứ tư vấn cho anh Hiệp là như nào? Các bác đang bảo là đặt một cái chậu nó cao hoặc 90 cao lên, đấy là theo ý kiến của mỗi người thôi nhé. À. Và thì anh em cũng tùy theo mỗi người. Cao này khoảng tầm 90. À. Thay cho cái chậu nó nhỏ bớt đi. À. Chiều cao lên đây. Đặt một cái chậu mấy dưới, đặt một cái chậu thật đẹp khoảng tầm 15 triệu. Vâng. Kỹ đi này. Tay tám này, mạnh này. Ok anh. Tất cả không còn dây dơ nào. Tức là độ hoàn mỹ nó như thế này rồi cơ mà, đúng không? Đấy, một sự so sánh rất là rõ ràng luôn, cụ thể luôn. Không cần phải đi đâu xa hay để mà hay mà nhòm ngó ngay tại video này của Mạnh thôi. Một cái cây gần 1 tỷ và một cái cây gọi là vài chục triệu. Nó khác nhau một trời một vực đúng không quý vị? Cùng thì xanh. Vẫn là Nam Điền. À, cũng thì Nam Điền. Đấy, nhiều anh em là cứ lên chém gió bảo không đủ hai nồi bánh chưng rồi không đủ một nồi ấm nước thì nói chung đấy là gọi là cái các cái phát ngôn tùy biến của quý vị thôi. Còn những người mà anh em mà họ chơi đích thực thì họ sẽ hiểu được cái tầm của nghệ thuật cây cảnh nó như thế nào. Nó mang cái giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật, rồi là tất cả những cái tinh túy mà hàng bao nhiêu đời đã coi như là ấp ủ vào đó và muốn là thể hiện để cho đời con cháu thấy được tại sao vua chúa ngày xưa họ rất là thích chơi cây là như vậy. Đó. Vâng rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Về mọi thông tin liên hệ, quý vị liên hệ anh Hiệp 0399 903 128 hoặc là qua Hợp tác xã Thăng Long có địa chỉ là xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Thì, quý vị tham quan giao lưu để có được một cái nhìn tường tận nhất. Vâng, xin chào quý vị ạ. Vâng, để mà chứng minh cho cái lời nói anh Hiệp vừa mới nói đấy là tại sao cây vừa mới quay cho quý vị 700 triệu và đây cũng là một cây xanh Nam Điền. Nam Điền zin, Nam Điền xịn mà chỉ có 30 triệu thôi. Đấy, như chú Mạnh cũng vừa nói đấy. Bởi vì là Trần Hiệp luôn luôn là bám giá thị trường và bám những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Vâng. Với những nghệ thuật mà chúng ta đang bắt đầu để gây dựng. Với những tác phẩm này thì nó cũng khoảng cỡ độ 1-20 năm rồi. Vâng. Đấy. Đấy, anh em biết là toàn bộ cây đã nguyên bản là khi đá thế này đã. Phải 20-30 năm rồi. Đấy. Còn những cây kia nào nó vào 8-90 năm rồi. Cái cây vừa nãy Trần Hiệp cũng báo với anh em là bằng 700 triệu. Vâng. Nhưng nó là một cái hoàn thiện VIP rồi. Vâng, vâng. Chúng ta chỉ được chơi và chúng ta chỉ tìm một cái chậu thôi. Đây. Thì chúng ta không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng đây cũng là một tác phẩm xanh Nam Điền. Cũng hoàn thiện. Không, đây không phải đang hoàn thiện. À đây là vẽ bóng nha. Đây là đang vẽ bóng. Và Trần Hiệp nói thẳng với các bạn, đây là cây hàng chợ. Vâng. Vẽ, dễ. Vẽ voi đấy. Đó, anh em đây, một đôi viên này. Và cái tán của đùa cây này cũng to. Mà cây này thì mới chỉ là vào hàng tuổi con cháu của cây kia thôi. Vâng. Để nói cho dễ. Đúng lúc một tác phẩm nghệ thuật. Cây này cũng là tán tận gần 3 mét kia. Cây này cao độ 2 mét đấy anh ạ. Đấy mà chỉ có 30 triệu thôi. Cây này đấy. Cao cũng 2 mét. Vâng. Thì đấy quý vị và các bạn có thể xem và cảm thấy được là giữa cây 700 triệu và cây 30 triệu nó như thế nào. Ở đây giới thiệu với bà con một đôi này khoảng là 60 triệu. Vâng. Là 30 triệu một cây. Đấy, bên tay phải kia cũng có một cây, xong rồi tôi sang tôi quay cho quý vị và các bạn. Hai cây thì như nhau thôi, đều giá là 30 triệu. Để quý vị và các bạn có thể thấy được là cây 70 triệu và cây 700 triệu và cây 30 triệu nó khác nhau như thế nào.
30 triệu là anh em cũng có một tác phẩm xanh Nam Điền xịn này không? Đấy, một tác phẩm Nam Điền xịn luôn. Để mang về chơi cũng ôm đá. Đấy. Hai đầu voi trầu rất đẹp. Cây xanh dáng huyền, trực huyền. Mà chỉ có 30 triệu thôi. Thực ra cây này rất là non thôi. Cây này chỉ tầm độ 20 tuổi, dưới 20 tuổi thôi quý vị ạ. Rất là non. Đấy. Chia sẻ thật với cả quý vị như vậy đây. Bên này một cây nữa đây. Coi như là hợp tác xã có một cặp. Đấy. Cặp. Đây là lấy gọi là ở ngoài ngoài dinh tự kia thì còn nhiều lắm. Rất là nhiều. Đây là hợp tác xã đánh hai cái cây này lên trên chậu này để vào cổng để cho quý vị và các bạn tham khảo xem thôi. Đây là những cái mảnh vườn của xã viên. À. Mỗi một xã viên là sẽ có một mảnh vườn riêng và các bác cũng sẽ làm và sau đó các bác sẽ chuyển sản phẩm về hợp tác. Đấy có 30 triệu thôi quý vị ạ. Nào đấy. 30 triệu một cây nhé bà con nhé. Vâng. Thì đấy quý vị cứ so sánh đi, so với cả cây 700 triệu ở phía đằng trước đấy. Quý vị và các bạn có thể thấy đây. Đây gọi là tạm thời một cặp vừa mới lên trên chậu này thôi. Cây này ở ngoài vườn thì nhiều lắm. Quá nhiều cái loại này luôn. Nhớ, nhưng mà quý vị về phần phải nhớ nhá. Cây này tuổi đời nó không cao đâu. Nó chỉ tầm khoảng đôi ba chục năm tuổi thôi. Thế nhưng mà nếu như mà quý vị mà là những người gọi là thông thái, những người biết thì với những cái khách sạn hay là những cái nhà hàng mà quý vị mới xây dựng lên ấy, nó nằm trong cái khuôn viên khoảng 7.000 mét vuông đấy. Thì đặt một cái cặp này vào trong đó thì tuy là nó không phải là nhiều tiền nhưng mà nó vẫn có một cái độ thẩm mỹ và khách vào đảm bảo là người ta sẽ chụp ảnh rất là nhiều. Trải nghiệm sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là cái dây sắt này, bà con đi đây này. Bà con sẽ uốn theo sắt này. Đấy, ngày xưa này bây giờ vẫn làm anh em này nha, đấy nha. À. Bà con sẽ nắn theo sắt và uốn theo cây và cây này là được là bà con làm ở dưới đất vào khoảng cỡ độ 20 năm, hơn 20 năm. Đấy các cái đường sắt cái bà con đi, đây này, dây vẫn còn này này. Vâng. Đấy, sau đó bà con mới đưa lên chậu. Vâng. Cái giá nào thì tiền đó thôi. Cây này thì báo với anh em là 30 triệu, 30 triệu một cặp. Đây toàn bộ sắt đấy nhá. Nguyên bản là bây giờ cây này vào khoảng cỡ độ 4 năm nữa là sẽ tháo được hết những cái này ra và chúng ta sẽ làm tán. Và tuổi đời cây thì sẽ non hơn để các bạn sẽ nhìn quan sát dễ này. Đấy trên sẽ nói nha. Và sau đó chúng ta sẽ so với những cái cây nó ở hoàn thiện rồi. Vâng. Để có nghĩa là anh em mình sẽ phù hợp với cái niềm vui và phù hợp với cái tài chính và cái năng lực của mình. Chúng ta cứ lên có sao thì cứ nói vậy. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Những chia sẻ rất là chân tình. Ok anh ạ. Xin chào quý vị trên kênh của Mạnh Bonsai và fanpage của Mạnh Bonsai. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem cũng là hình ảnh một cây xanh ôm đá rất là đẹp đây ạ. Đấy. Khỏi phải trình bày. Tôi quay cho quý vị và các bạn xem một vòng. Cây này là cây điền nhá anh em nhá. À. Đấy, cây nào điền Trần Hiệp sẽ bảo điền và cây nào quê Trần Hiệp sẽ bảo quê. Cây xanh Nam Điền ôm đá. Luôn đấy. Còn kia là cây vừa chú Mạnh vừa quay chỗ bức tượng Lão Vọng, đây là cây quê xịn. À. Đây là một tác phẩm Nam Điền cũng rất quý. Quá chất đấy. Các bạn thì ngắm xem đây này. Nghệ nhân họ truyền cảm hứng như thế. Một cây xanh Nam Điền cũng rất là lâu lắm rồi. Cây này thì hôm đó anh em góp ý tôi là hôm qua các bác bảo là nên thay cho một cái chậu vuông như này chú Mạnh này. Vâng. Nhỏ bớt lại này. Một cái chậu vuông cái chiều cao nó cao khoảng cỡ độ 90. Vâng. Nói chung là thay chậu này hơi to. Vâng. Nói chung là thôi thì bây giờ là cứ về hợp tác xã đã. Còn cái việc là có ở lại được với hợp tác xã lâu hay không hay sợ đấy. Người ta bảo quý vật tìm quý nhân mà. Sợ các bác lại giao lưu mất thì
Thôi thì về nhà về về với cả chủ mới thì người ta chăm sóc, người ta nâng niu, nâng tầm lên đúng không anh? Nhưng mà thực ra cũng rất là may là cái tác phẩm này được trồng trên cái khay này, nó mỏng, nó nhỏ, Các cho bạn nên nhìn là này, hầu như nó không bị phá. Chứ nếu cây đá này mà cây kia trồng, lên vâng, quấn chặt rồi. chứ nếu mà cây này mà trồng trên một cái bể to thì có khi nó phá tan nát hết rồi, nó bị hỏng rồi. Nam Điền là một trong những cái dòng dòng cây xanh mà nó phá rất là nhanh. Nếu như mà quý vị và các bạn chăm sóc mà không biết hãm. Đấy. Nam Điền thì nó có cái đặc biệt của Nam Điền, nó là hóa rất nhanh, Vâng. cây biến đổi và theo năm tháng, chủ nhân mà không quan sát thì cũng không biết đâm tại sao Nam Điền nó hay có những cái nét đẹp riêng. Nó gọi, mình gọi là Rồi. cái mộc hóa thạch, nó hóa rất nhanh. Nhất mà cả anh em, mà một số anh em mà để nuôi ấy, mà lại không cắt sửa có thể là bơ đi 1 năm sau. Chứ là anh em mà nuôi mà đi công tác về là thấy nó biến rất nhiều. Vâng. Gọi là quả đặc trưng của Nam Điền thì nó được cái thế mạnh. Ok anh, nào bây giờ tôi sẽ lại gần đây, quay cho quý vị và các bạn. Đây để em hỗ trợ anh. Đây anh em nhé. Đấy, cây cuốn chặt ở dưới này. Chỗ này được 160 anh em này. Đó sát gốc nha. Sát gốc là được 100. Đây chúng mày. Vâng, sát anh cứ gốc đo cái đọc 170 này. chắc chắn là chuẩn. Hơn 170 đúng không anh? 170. 170. Hoành sát gốc đấy, hoành sát bệ đấy. Bệ cái này quá chất luôn. Bò cái đá kín rồi. Tàn rộng lắm. Cây này từ thu cầm hội thước về đi rồi. Chuẩn luôn. Nào, nào. Đây. Đây, hai anh em mình đây nhá. Yên yên. À, đo chuẩn luôn cho đây nhá, quý vị nhìn này. Từ đầu đến cuối anh em nhé, cho xuống tận đuôi đi. Này nhá. Tán đổ của từ đầu đến cuối là từ bên này sang bên kia của nó 2,8 m. 2,8 m. Quá dài luôn. Là một cây Nam Điền hoàn thiện rất đẹp. Bây giờ chúng ta bước cuối cùng chúng ta là tìm cho một cái chậu. Mà đây. Đưa vào thật đẹp. Nhìn cái đường đi này. Đo cái hoành hoành chỗ cổ này nha chú nhé. À. Hoành chỗ cổ này xem. Đây, hoành cổ chỗ này nha. Ý, hoành đẹp không? Hoành là 70. Đấy. Hoành cổ. Tay xà chỗ này. Tay xà được 40. Này. Đẹp không? Xanh Nam Điền, hàng zin cổ kính. Đây rồi, em đang quay này. Quay quá kỹ luôn đấy nhá quý vị nhá. Thì anh ấy chưa báo giá đâu, nhưng mà quý vị và các bạn cứ xem đi đã, xem cho thật kỹ đi, đừng đừng tiếc gì. Cây đẹp như thế này cứ xem. Rồi tiền ở trong tay quý vị, cây thì ở hợp tác xã. Đấy, đường chạy đường đi đấy ạ. Cực chất. Rồi, bây giờ anh Hiệp báo giá đi xem nào. Này báo anh em là 700 triệu nhé. Đấy, 700 triệu. Quay thật kỹ và quay về dành cả một video và quay cho anh em quan sát. Vâng, không, quay cây này thì hôm nay em quay quá kỹ rồi. Bệ này anh em. Cho nên báo anh em là 700 triệu nhé. Nói dành vâng. Đây. Số điện thoại là 0399 903128 nhé. Số của anh Hiệp. Đấy. 700 triệu. Đây, quay cho quý vị và các bạn này, toàn bộ từ chân đây. Đấy, bên trong này.
nhá. Còn quý vị lại xem, quý vị lại bảo là không rõ. Nhìn này thôi nặng phết đấy nhở. Chi tiết chưa nào quý vị? Không còn chỗ nào là đây, quả phúc đây nhá. ~700. Quý vị liên hệ anh Trần Hiệp 0399903128. Đây, quý vị nhìn này. Khó lắm chú bạn. Rồi, ok. Em cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tí nữa sẽ quay cho anh em một cái cây cũng là Nam Điền. Vâng. Nhưng mà giá chỉ có 30 triệu thôi. Giá chỉ có 30 triệu thôi. Sao anh lại tự dưng anh dìm hàng thế? Ok anh. Đi. Ok anh. Đây, soi.